Bạn nghe đại hỏi, vợ chồng tôi kết hôn năm 2005, hai vợ chồng có tài sản chung là một ngôi nhà trị giá 1 tỷ đồng. Chồng tôi do chơi cá độ nên đã vay tín dụng đen với số tiền gốc và lãi là 1,2 tỷ đồng. Việc vay mượn tôi không được biết. Nay chủ nợ đến đòi và yêu cầu vợ chồng tôi phải sang nhượng ngôi nhà của hai vợ chồng để trả nợ. Tôi không đồng ý gán nhà trả nợ cho chồng tôi. Trong trường hợp này, tôi có phải chịu trách nhiệm gán nhà trả nợ của chồng mình không? Với tình huống trên, luật sư Lưu Văn Thường, cán bộ trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, giải đáp như sau: Vợ chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1, điều 30 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đất đai tại các điều 24, 25 và 26 của Luật Hôn nhân gia đình năm 2014. Căn cứ xác lập đại diện giữa vợ và chồng, đại diện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh, đại diện giữa vợ và chồng trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với tài sản chung nhưng chỉ ghi tên vợ hoặc chồng, vợ chồng có quyền nghĩa vụ thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. Vợ chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại điều 37 của Luật Hôn nhân gia đình năm 2014. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan. Trường hợp thứ nhất nếu bạn không chứng minh được mục đích sử dụng khoản tiền vay của chồng bạn vào mục đích cá nhân thuộc các khoản trường hợp trên thì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới trong trường hợp này và theo đó bạn có nghĩa vụ phải trả nợ thay chồng bạn. Trường hợp thứ hai, nếu bạn chứng minh khoản tiền chồng bạn vay dùng để chơi cờ bạc không thuộc các trường hợp trên và bạn không biết về số tiền đó thì bạn không phải chịu trách nhiệm. Chào mừng quý vị và các bạn quay lại với chuyên mục Người sử dụng đất cần biết. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện giữa bác Lý trưởng xóm và chị Nghi hàng xóm của bác về chủ đề tranh chấp đất bỏ hoang và nghĩa vụ liên quan tới đất đai của vợ, chồng. Bác Lý ơi! Bác Lý! Ờ, cô Nghi đấy à? Sao mới sáng ngày ra mà trong mặt mũi đã thất thần thế kia? Vào nhà uống miếng nước đã. Ôi, em đang sốt hết cả ruột phải sang hỏi bác chuyện này ngay đây ạ thì cứ bình tĩnh ngồi xuống kể sự tình tôi nghe xem nào lần này thì rắc rối to rồi bác ạ em gái em sáng sớm nay vừa gọi điện cầu cứu nó bảo là bị bọn côn đồ đến tận nhà đòi nợ chết dở làm sao mà lại ra nông nỗi ấy hả cô khổ nó vớ phải thằng chồng ham mê cờ bạc cứ có tiền là đốt hết vào chiếu bạc rồi còn trộm cả tiền của vợ để đánh bạc. Đến khi vợ hết tiền, không trộm được nữa thì hắn đi vay xã hội đen để chơi tiếp. Giờ chủ nợ tìm đến tận nhà để đòi. Thế cô ấy định làm thế nào? Đã có cái gì chưa? Nó bảo là trong nhà hết sạch tiền. Đồ đạc có cái gì đáng giá thì ông chồng đã đem đi cầm hết rồi ạ. Mà vẫn không đủ. Chỉ còn có cái sổ đỏ, mảnh đất bố mẹ chồng cho từ hồi mới cưới. May ra là còn giá trị nhưng chỗ đất ấy bao năm nay để không chẳng giờ tới nên nhà nó cũng quên bẵng đi giờ tính bán đi trả nợ thì mới phát hiện ra là có người đã đến lấy chiếm đất ấy từ lâu lắm rồi đúng là họa vô đơn chí mà Thế cô có biết cụ thể tình hình mảnh đất bỏ trống đó như thế nào không nghe nói là đất của các cụ bên nhà thông gia được giao từ ngày sửa ngày xưa ấy. khu vực đấy đi lại khó khăn lắm lại vùng sâu vùng xa mà bác Nên nhà nó cũng không sử dụng tới Để không cũng hơn chục năm rồi Tưởng là đất chó ăn đá Gà ăn sỏi Ai ngờ giờ nhớ đến Thì lại bị người khác nững tay trên mất rồi Thế cô chú ấy đã đến nói chuyện với bên kia chưa? Rồi bác ạ Vợ chồng nó mang hằn sổ đỏ đến cho nhà kia xem để đòi đất Nhưng người ta không chịu đi Họ bảo đất bỏ hoang lâu rồi Họ tới cải tạo rồi xây dựng chuồng trại, trồng cây bao nhiêu năm không thấy ai nói gì, giờ tài sản của họ trên đó làm sao mà đi được? Chà chà, chuyện này không phải đơn giản đâu. Nhà em gái cô được giao đất nhưng không sử dụng, lại bỏ không, chẳng đến thăm nom nên kể cả không có ai tới chiếm thì cũng sẽ bị thu hồi thôi cô ạ. Thật thế à bác? Thế em tưởng đất được giao thì là của mình rồi. Mình làm gì thì làm chứ nhỉ? Không đâu cô ạ. À. Nhà nước có quyền thu hồi đất nếu không sử dụng từ 12 đến 24 tháng liên tục tùy mục đích sử dụng. Ôi, thế thì phải làm sao bây giờ hả bác? Không bán được mảnh đất ấy thì em gái em không sống nổi với bọn chủ nợ mất. Thực ra cũng không phải không có cách. Tất nhiên, bên kia chẳng đời nào chịu trả lại đất một cách dễ dàng nhưng vẫn còn hy vọng, trong trường hợp nhà bên kia đến cải tạo trước khi đến thời hạn bị thu hồi theo pháp luật thì là sai phạm rồi. À mà đúng bác nhỉ. Thế giờ phải làm sao hả bác? Trước tiên cứ thử làm đơn yêu cầu ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất tiến hành hòa giải đã. Nếu việc hòa giải bất thành thì có thể làm đơn khởi kiện tòa án nhân dân huyện để xác định quyền sử dụng hợp pháp của mình. Ồ, thế chắc là cũng mất thời gian lắm bác nhỉ? Ờ, ừ, trường hợp của em cô cũng hơi gấp, nên trước mắt cần bình tĩnh, tìm cách nói chuyện với nhau trong hòa bình cái đã. Nếu hai bên tự hòa giải được thì sẽ nhanh hơn nhiều. Vâng, bác nói đúng, nhưng nhỡ không được thì có khi vợ chồng nó phải bán cái nhà đang ở để đi trả nợ đấy bác ạ. Mà đúng là nợ đời, rõ ràng chồng đi vay mà vợ phải e cổ ra trả thay cho chồng, sao lại phi lý như thế được cơ chứ? Theo luật hôn nhân gia đình thì vợ chồng sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới với giao dịch do một bên thực hiện. Nhưng trong trường hợp của em cô, nếu chứng minh được khoản tiền được vay là dùng để chơi cờ bạc và em cô không biết về số tiền đó thì sẽ không phải chịu trách nhiệm. Và ngôi nhà phải là tài sản chung của hai vợ chồng thì mới phải dùng để trả khoản nợ kia. Tài sản chung với tài sản riêng là sao hả bác? Lại còn phải phân chia rạch ròi thế nữa ạ? À? à, khác nhiều đấy cô ạ. Tài sản riêng là tài sản mà mình có trước khi kết hôn hoặc được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân. Tài sản chung thì có thể hiểu là tài sản do cả hai cùng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân, được thừa kế tặng cho chung hoặc hai người thỏa thuận là tài sản chung. Ô, thế nghĩa là nếu nhà đó là tài sản riêng của em gái em thì nó sẽ không phải bán đi để trả nợ cho chồng, đúng không bác? Có thể hiểu là như vậy. Tất nhiên là vẫn phải chứng minh được em cô không biết gì về khoản vay kia. Chắc chắn là nó không biết rồi. Mà nó biết thì làm gì có chuyện này xảy ra. Nhưng vụ tài sản riêng thì em không chắc lắm cái nhà vợ chồng nó đang ở là đất hương hòa tổ tiên bố mẹ em để lại cho ba chị em gái nhưng sổ đỏ mang tên nó rồi tôi nhớ có lần cô cũng sang hỏi về cái nhà này đúng không chị cả cô cần tiền nên đòi bán đi thế vẫn chưa bán được à em gái em đã gom hết vốn liếng trả đủ phần của hai chị để nó được đứng tên sở hữu cái nhà ấy rồi bác ạ vừa giữ được chỗ thờ cúng tổ tiên, vừa giải quyết được chuyện tiền bạc cho chị cả mà không phải lo tìm chỗ ở mới. Nhưng em cũng không rõ là nó có ghi tên cả hai vợ chồng vào sổ đỏ hay không nữa cơ. Giờ mà bán đi thì có lỗi với bố mẹ, với tổ tiên quá. Khổ, dính vào chồng cờ bạc là đời khốn nạn thế đấy. Bao nhiêu lần khuyên nó bỏ quách thằng chồng đi cho rồi, đúng là của nợ mà. Em cô chắc thương chồng, thương con mà chồng cô ấy cũng chỉ có mỗi cái tật đó chưa sửa được. Chứ tôi biết chú ấy cũng là người tốt mà. Cô cứ về bàn lại với em cô, xem thế nào, có gì tôi giúp được thì tôi sẽ cố gắng. Cứ tháo gỡ dần, chỗ nào khó thì lại tính tiếp. Vâng, em cảm ơn bác. Mà bác cho em hỏi, giờ mà chúng nó ly hôn thì tài sản được chia thế nào hả bác? Thông thường thì tài sản riêng của hai vợ chồng sẽ được giữ nguyên, tài sản chung thì sẽ được chia đều cho cả hai. Ví dụ, trước khi kết hôn mà cô có căn nhà là tài sản riêng thì khi ly hôn căn nhà ấy vẫn sẽ thuộc quyền sở hữu của cô. Còn giả dụ cô mua một mảnh đất trong thời kỳ hôn nhân và đứng tên hai vợ chồng thì khi ly hôn mảnh đất ấy sẽ được chia đôi. Ôi Thế như em gái em nhập vào thành tài sản chung rồi, thì đất hương hỏa nhà em lại thành của nhà chồng nó ạ? À? Theo nguyên tắc thì là thế. Tuy nhiên, khi chia tài sản, tòa án còn dựa vào các yếu tố như hoàn cảnh của các bên, công sức đóng góp của các bên vào tài sản chung đó, lợi ích và cả lỗi của các bên nữa. Nhưng cô tính xa quá, nếu họ vẫn còn tình cảm, thì cũng không nên tính chuyện ly hôn chỉ vì để chia tài sản dù gì vợ chồng vẫn còn nhiều ràng buộc lắm mà. Vâng, em dối quá nên chỉ nghĩ được tới đó. Nó vẫn yêu chồng, thương con lắm bác ạ. Rồi thế nào nó cũng lại tìm cách xoay sở để trả nợ cho cái thằng nghiện cờ bạc đó cho mà xem. Đúng là oan gia mà. Chuyện nhà em gái cô đúng là không đơn giản, nhưng vẫn còn hy vọng cô ạ. Cô cũng khuyên em gái cứ bình tĩnh rồi cũng sẽ có cách thôi. Lo lắng cũng vô ích, phải tập trung tinh thần để nghĩ cách giải quyết. Giờ cần phải tính xem có hướng hòa giải với bên chiếm đất kia không đã. Mỗi bên nhường một chút, sẽ có phương án thôi. Dạ vâng, thế để em bảo con bé qua đây, nhờ bác Tứ Vân thêm. Chứ em với nó khắc khẩu với nhau, nói chuyện được dăm ba câu là đã âm mỹ hết cả lên rồi. Được, thế cô cứ sắp xếp đi tôi cũng phải hỏi kỹ tình hình thì mới tính tiếp được may quá còn có bác giúp à, thế để em về gọi cho nó luôn nếu giúp được chắc chắn tôi sẽ giúp mà dạ vâng em cảm ơn bác thôi em chào bác em về ạ ờ ừ, thế cô nghi về nhá